những tác dụng của cây nhỏ nồi thần kỳ trong điều trị bệnh tật. Cây nhỏ nồi được xem là loại cây cỏ dại mọc ở khắp mọi nơi. Mặc dù là cây cỏ dại nhưng nó lại mang công dụng chữa bệnh tuyệt vời. Để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của cây nhỏ nồi cũng như những bài thuốc dân gian từ cây này, hãy dành thời gian tham khảo bài viết dưới đây. Trước tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu cây nhọ nồi là cây gì. Cây nhọ nồi là cây cỏ mọc hoang. Ngoài cái tên nhọ nồi thì cây còn có tên gọi khác là cây cỏ mực, hạ liên thảo, vân vân. Cây mọc ở khắp mọi nơi. Mặc dù là cây thảo dược có công dụng chữa bệnh tốt, nhưng bạn không gặp khó khăn khi tìm kiếm cây nhọ nồi. Cây nhọ nồi được mọc thẳng đứng, có thể cao tới 80-100 cm và thân có lông cứng màu trắng. Lá cây nhọ nồi mọc đối nhau, dài 4-8 cm, rộng 7-15 mm và có lông cứng cả hai mặt. Cây nhọ nồi có hoa màu trắng và mọc lên thành cụm. Khi giã nát, cây nhọ nồi thì nước có màu đen. Theo đông y, đây là cây thuốc chữa bệnh nên không độc, có vị chua và ngọt, có tính hàn. Tác dụng của cây nhọ nồi là lương thuyết, cầm máu tốt, bổ thận, điều trị chứng bệnh huyết nhiệt, huyết áp cao, chảy máu cam, mề đay. Tác dụng của cây nhọ nồi kèm theo những bài thuốc chữa bệnh. Đầu tiên là tác dụng của cây nhọ nồi chữa sốt phát ban. Nếu bạn hoặc người thân trong gia đình bị sốt phát ban, bạn có thể thực hiện với cách điều trị dân gian từ cây nhọ nồi. Sử dụng 60g nhọ nồi sắc với 250ml nước, thực hiện mỗi ngày một thang. Thực hiện liên tục trong 2-3 ngày sốt phát ban sẽ được điều trị dứt điểm. Bài thuốc vừa đơn giản lại hiệu quả và an toàn. Điều trị bệnh viêm họng từ cây nhọ nồi. Khi mắc những triệu chứng như đau họng, họng sưng tấy, có cảm giác nuốt khi đau, hãy kiên trì thực hiện với thang thuốc dưới đây, kéo dài 3-5 ngày. 20g cỏ nhọ nồi, 20g bổ công anh, 12g củ rẻ quạt, kim ngân hoa, cam thảo đất, mỗi vị 16g. Sắp một thang thuốc với 300ml nước và uống trong ngày. Tác dụng của cây nhọ nồi chữa mề đay. Nồi mề đay khiến cơ thể đau nhức và cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu bạn đang mắc chứng bệnh này, đừng bỏ qua bài thuốc dân gian từ cây nhọ nồi. Bài thuốc: lá khế, lá nhọ nồi, rau diếp cá, lá dưa chuột, lá nhài, lá huyết dụ. Tất cả những loại lá này được rửa sạch, ngâm với nước muối loãng, sau đó giã nát, sử dụng cả bã vào nước, đắp lên những nơi xuất hiện nốt mề đay, sau 2-3 lần thực hiện sẽ khỏi bệnh. Trị sốt cao với cây nhọ nồi. Bài thuốc dân gian từ cây nhọ nồi điều trị sốt cao vô cùng hiệu quả, nhất là với những trường hợp bệnh không thể sử dụng thuốc kháng sinh hoặc với trẻ em nhỏ. Cách thực hiện: 20g cỏ nhọ nồi, 20g xài đất, 20g củ sắn dây, cam thảo đất, cây cối xay mỗi vị 16g, 12g cái đầu ngựa sắc lấy nước uống, bạn thực hiện mỗi ngày một thang. Tác dụng cây nhọ nồi chữa bệnh chảy máu cam. Cây nhọ nồi là cây cỏ hoang có tác dụng cầm máu hiệu quả. Chính vì vậy, với bệnh chảy máu cam khó thực hiện với loại cây cỏ này. Nếu bạn bị thương, vết thương có chảy máu nhiều thì chỉ cần một nắm lá cây cỏ nhọ nồi rửa sạch, sau đó giã nát và đắp lên vết thương. Đối với cách chữa máu cam được thực hiện như sau: cây nhọ nồi, hoa hòe, mỗi vị 20g, kết hợp với 16g cam thảo đất, sắc uống lấy nước. Mỗi ngày bạn thực hiện với một thang thuốc, hãy kiên trì uống nước thuốc này để bệnh mau chóng khỏi. Như vậy, bạn đã tìm hiểu xong tác dụng của cây nhọ nồi. Nếu bạn muốn biết hiệu quả của những bài thuốc này thì có thể kiểm chứng. Đừng lo lắng vì cây nhọ nồi không hề có bất kỳ độc tính hay có vấn đề gì về dị ứng nếu như không phù hợp. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và kính mời quý vị đón xem các video tiếp theo.